Nguyễn nó nói ở đây là quán cơm ngon nhất. Chắc nó nói chính xác. Dạ, anh tới không báo trước nên em không có chuẩn bị gì hết. Ngon quá, mọi thứ rất vừa khẩu vị. Hèn gì thằng Nguyên nó tự hào về em lắm. Cô Dung ơi, cô Dung, cô Dung ơi, cô Dung. Hình như là có chuyện gì. Anh cứ ăn đi, để em ra coi sao. Con là ai? Con là Lan Anh, bạn cùng lớp với Nguyễn. Cô ơi, Nguyễn bị người ta đánh ngoài đường rồi cô. Cái gì? Thằng Nguyễn, nó bị ai đánh vậy con? Cô mau đi cứu Nguyễn đi cô. Trời. Ây à. Mày ngon hả mày? Hôm nay tao sẽ giết chết mày. Chú thật là độc ác. Bộ ngày nào chú cũng đánh Lan Anh như vậy hả? Rồi sao? Hả? Nè, nó là con tao. Tao muốn đánh này, tao muốn làm gì làm. Mày là cái con mẹ gì, mày không được quyền xen vô hả? Cho dù là con của chú, chú không có được làm như vậy. Lan Anh cũng là con người mà. Con người hay là con gì, nó cũng là con của tao. Tao là cha của nó. Tao có quyền đánh đập hay hành hạ cái gì cũng được hết. Chú thật là độc ác. Lan Anh là con gái mà còn bị chú đánh như vậy. Chú là người lớn, còn là đàn ông nữa, sao mà tệ quá vợ. Hèn chi. Hèn chi cái gì hả? Hèn chi mẹ của Lan Anh mới bỏ chú theo người khác á. Mày dám xen vào chuyện người lớn hả? Con không có sợ chú đâu. Con không có sợ mấy người xấu như chú. Ai mà sợ mấy người xấu như chú. Chú con muốn đánh á thì ra ngoài đường mà đánh, đừng có ở trong nhà mà đánh con mình như vậy. Mày ngon ha. Hôm nay tao sẽ giết chết thằng con quan như mày hả? Tao chưa mày biết đồ thứ con quan. Hả? Chú nói ai là đồ con quan? Tao nói mày á. Còn có cha có mẹ đang quan. Cái gì? Có cha có mẹ hả? Ai mà không biết. Mẹ mày lấy một thằng đàn ông khác là lòi ra mày. Chuyện đó là cả xóm này ai cũng biết hết. Hả? Mẹ hả? Mẹ con là người đàng hoàng, không có lén lút. Chú không có biết gì hết thì đừng có nói. Chú phải rút lại lời nói của mình. Cái gì? Rút hả? Tao sẽ rút ruột rút xương mày ra nè. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày! Tao sẽ giết chết mày! Mày! Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao? Tôi là cha của thằng bé này. Anh không được quyền động vào con trai của tôi. Mày nghĩ là tao sợ mày hả? Nguyễn! Nguyễn ơi! Mẹ! Trời! Nguyễn! Mẹ! Con có làm sao không? Dạ không. Nhờ có chú tới cứu con á. Trầy hết rồi. Em xin lỗi anh. Không sao đâu. Vài ngày nữa là hết thôi. Lo là lo cho thằng nhỏ. Lỡ anh không tới kịp là có chuyện xảy ra rồi. Con nhỏ mà mạnh mẽ lắm. Chắc gì nó giống em đó. Dạ không đâu, thằng nhỏ không phải giống em đâu. Em đâu có làm gì được cho nó. Anh cảm ơn em.
em sống cực khổ như vậy mà vẫn nuôi dạy con nên người. Anh đã quá vô tâm với em. Chắc anh đói bụng rồi. Lúc nãy anh cũng ăn được gì nhiều đâu. Cơm canh cũng nguội rồi, để em đi hâm lại. Anh Dung à, anh đợi chút xíu đi. Nhanh lắm, em làm nhanh lắm. Anh Dung, mà mấy anh bắt tôi vô đây. Nói cái tội mà ông bạo hành trẻ em là cũng đủ cho ông vô nhà đá mấy năm rồi, chứ ở đó mà nói nhiều. Anh có biết cái thằng nhóc đó nó hỗn láo với tôi vậy thế nào không? Nó hỗn với anh nên anh mới đánh nó ra nông nổi như vậy đó hả? Nó chỉ là một đứa con nít thôi. Anh cầu trời khẩn Phật cho nó không sao thì quả mai tội của anh sẽ được giảm nhẹ. Còn bằng không thì anh nên chuẩn bị mấy năm tới mà ăn cơm nhà nước đi. Tôi biết hết. Cái thằng là con giám đốc công ty Thành Phát, cho nên mấy anh mới đối xử tôi vậy đúng không? Nó là con ai đi chăng nữa thì nó cũng được pháp luật bảo vệ trước những kẻ sai sỉnh bạo hành như anh. Tôi không có sợ thằng nào hết. Thằng Cảnh thì thù nhất những thằng giàu có. Nó nghĩ nó có tiền, nó quăng vô mặt người ta rồi nó muốn làm cái gì nó làm hả? À, bây giờ anh ngồi đây anh la làng đúng không? Anh viết biên bản đi. Anh kể đi. Sao con về trễ quá vậy? Dạ, tại vì có chút việc con phải giải quyết. Về con mình hả? Còn thằng Nguyện đâu? Dạ, thằng nhỏ bị thương cho nên con để nó ở lại với Dung rồi má. Nó mà sao con làm cái gì mà quần áo dơ hầy vậy? Dạ con mệt quá, con xin phép má con đi nghỉ. Để thằng nhỏ ở lại có nghĩa là anh từ nhà của ta về phải không? Em suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Có chuyện rắc rối xảy ra, thằng Nguyễn nó bị người ta đánh, cho nên anh phải đưa nó về với má của nó chăm sóc chứ. Thôi đi, anh đừng có kiếm cớ. Chứ không phải anh muốn gặp mặt của ta hay sao? Anh nói đi, anh và cô ta đã làm gì? Ôn lại tình cũ à? Tại sao nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy hả anh Đạt? Anh đi đường cả ngày mệt mỏi lắm rồi, em có thôi đi được không? Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Anh nói đi, có phải cô ta chính là nguyên nhân khiến anh mở thêm xưởng bánh ở Tây Ninh? Hai người đã lén lút qua lại với nhau từ bao lâu rồi? Em có điên không mà thích suy nghĩ lung tung vậy Khuê? Tôi suy nghĩ lung tung hay là anh có chuyện mờ ám muốn giấu giếm tôi? Hai người qua lại giấu giếm tôi bao lâu rồi? Anh còn dẫn thằng con Quang đó về, tại sao anh không dẫn con nhỏ đó về đây ở luôn đi? Thôi đủ rồi. Anh biết chuyện năm xưa anh làm là anh đã có lỗi với em, nhưng em trách anh như vậy là đủ lắm rồi. Em đừng có làm khổ người khác nữa. Dung và thằng Nguyễn xứng đáng sống trong cái nhà này. Dung sinh con cho anh,
nuôi nấng thằng bé suốt một thời gian dài. Anh chỉ muốn tìm cách bù đắp lại cho má con của ấy thôi. Anh có coi tôi là vợ anh không vậy? Chị ấy có coi anh là chồng của em không? Em tới công ty trước mặt bao nhiêu nhân viên, em phản bác lại quyết định của anh. Lúc đó em đã không quan tâm tới sĩ diện của anh, thì bây giờ anh có làm cái gì em cũng đừng quan tâm. Anh đổ tội cho tôi hả? Nếu như anh không đưa thằng anh Nguyễn... Anh mệt mỏi lắm rồi. Có chuyện gì thì ngày mai nói đi. Làm sao mà nó bị thương vậy? Dạ con cũng không biết. Tại con chở trong xe cho nên con không biết chuyện gì xảy ra. Mà anh Đạt có nói là do nó đi chơi rồi gây chuyện với ai đó, sau đó bị người ta đánh. Bị đánh? Mà ai đánh nó? Dạ con cũng không biết. Đi chung mà cái gì cũng không biết là sao? Dạ do anh Đạt không muốn con can thiệp vào chuyện riêng của ảnh. Đi thăm xưởng mà cuối cùng lại ghé nhà con Dung là sao? Dạ do thằng nhỏ nó đói rồi nó dẫn về nhà của má nó. Vậy hả? Thôi được rồi, đi nghỉ đi. Dạ bác ngủ ngon, con xin phép. Má, má đi lâu không? Chắc tới chiều má mới về. Hay để con kêu chú Tài đưa má đi nha. Vì cái công ty con kêu người khác làm cũng được. Thôi, để tài xế đưa má đi là được rồi. Để chú Tài chú làm công chuyện của chú. Dạ. Ủa má, mà má đi chùa hả? Con nhớ là hôm kia má mới đi mà, phải không? Má hẹn mà, đi với mấy bả. Dạ, má đi cẩn thận nha. Dạy tốt lắm, mát mà thấm mồ hôi. Đường mai cũng đẹp nữa con. Con trai của mẹ mặc áo này đẹp trai trắng trẻo hẳn ra. Con của mẹ đẹp trai sẵn rồi. Thì đẹp sẵn, nhưng mà trắng trẻo có da có thịt sẽ đẹp hơn. Với lại mấy đứa đá banh suốt ngày á, gian nắng dễ bị ăn nắng lắm, có biết không? Con có đá banh đâu mà sợ. Hồi bữa con nói hay đá banh với Gia Bảo còn gì. Tại dạo này con lo ôn thi học kỳ rồi cho nên không có đá nữa. Mẹ. Mẹ cho con ra ngoài chơi chút nha mẹ. Thôi, đi ra ngoài kia chơi rồi lỡ gặp chuyện nữa thì sao? Chắc chút nữa có người bên nhà ba đón về đó. Nhưng mà đâu có về liền đâu.
Mẹ cho con ra chơi chút thôi nha. Thôi, ở nhà đi. Để mẹ nấu cái gì cho con ăn nha. Lâu rồi mẹ không có nấu gì cho con ăn nha. Dạ. Bà già đó đi đâu? Sao không chịu để cho anh chở? Anh đâu có biết. Bà có nhất thiết là em phải tới đó không? Anh chạy nhanh lên đi. Anh thấy không nên chút nào. Em đâu có hiểu đầu đuôi sự tình như thế nào đâu. Cái gì mà nên chứ không nên ở đây? Chẳng lẽ anh muốn tôi ngồi yên chờ con đó tới cướp chồng tôi hay sao? Em tức giận tới mức đó hay sao? Tức chứ sao không tức. Chính mắt anh là người chứng kiến hai người đã qua lại với nhau. Coi tôi không ra gì mà. Em giống như là đang ghen gì. Em yêu anh Đạt thật hả? Anh chạy nhanh lên đi. Em chưa trả lời anh mà. Anh sao vậy? Không lẽ anh muốn tôi ngồi yên chịu nhục thì anh mới vừa lòng hay sao? Không ăn thì phá cho hôi. Đó là danh dự của tôi. Anh chạy nhanh hơn nữa được không? Nhanh lên đi. Ngon không con? Dạ ngon mẹ. Con ăn đi. Chắc có người tới đón con rồi đó. Chắc là chú á. Dạ thưa bác. Dạ con chào bác. Dạ con chào bà. Dạ dạ con mời bác ngồi. Nguyễn à, con vô con lấy nước cho bà nội uống đi. Dạ dạ. Thôi để mẹ đi. Thôi khỏi. Con đi ra ngoài con chơi đi. Để bà nói chuyện với mẹ ăn chút nha. Dạ. Dạ thưa bà con đi. Dạ thưa mẹ con đi. Dạ con mời bác ngồi ạ. Thôi được rồi, bác ngồi ở đây cũng được. Con cũng ngồi xuống đi. Dạ con lấy nước cho bác. Khỏi. Bác chỉ cần nói chuyện với con chút thôi rồi bác đi liền. Con ngồi xuống đi. Dạ. Chưa về nữa hả? Chắc là lát nữa đó. Ba của Lan Anh sao rồi? Không sao đâu. Mấy chú công an ở đây biết ba mình quá rồi mà. Lan Anh tính đi đâu vậy? Dạ hôm qua là do... Thôi, sau này đừng có gặp nhau nữa. Như vậy thì tốt hơn. Dạ con biết. Con nè Dung à, tới lui hoài, dây dưa hoài, đứa khổ là thằng Nguyễn. Con có hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Con cảm ơn bác đã nghĩ cho thằng Nguyện. Đàn ông mà thằng Đạt mà nó không dứt được thì con phải là cái người chủ động. Dạ. Sau này nếu ảnh có tới đây con cũng sẽ không gặp ảnh nữa. Phải rồi,
Dung nè, nếu muốn gặp thằng Nguyễn á, thì sau này bác sẽ biểu con Dân nó đưa tới cái chỗ nào đó cho con gặp cũng được mà. Dạ, dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Dạ, bác có đón thằng Nguyễn về hôm nay luôn không? Thôi, cứ để nó ở đây đi, rồi ba nó sẽ đón sau. À, coi như là bác chưa bao giờ tới đây, như vậy thì tốt hơn. Dạ, như vậy tốt hơn. Thôi, bác về ha. Con xin lỗi bác, con vô tâm quá. Bác đi đường xa tới đây chắc là chưa ăn gì. Bác ở lại ăn với con bữa cơm rồi bác về nha bác. Bác chờ con chút thôi, con vô nấu cơm, nấu nhanh lắm. Thôi, vậy cũng được. Sau này ít có dịp nào ăn với nhau bữa cơm. Ôi, nhắc mới nhớ, 12 năm rồi bác cháu mình mới ăn với nhau bữa cơm nữa nè. Dạ, dạ bác chờ con chút xíu nha. Ừ, con làm nhanh lắm. Tại sao lại ở đây? Dạ, dạ cơm tới rồi đây bác. May quá, hôm nay con tìm được miếng thịt ngon quá, tươi lắm. À, lại đây con. Dạ chào chị. Má, tại sao má lại làm như vậy? Má tới đây để làm cái gì? Má đi nhận con dâu hả? Con tới đây làm gì? Chồng của con thì bị nó cướp. Bây giờ cả mẹ chồng cũng về phe nó. Chẳng lẽ con không có quyền tới đây để chỉ thẳng vô mặt nó hay sao? Nè, đang lớn tiếng với ai vậy? Hả? Mà cũng đúng thôi, chính má là người bao che cho họ suốt 12 năm trời. Có thôi đi không? Lãm nhảm nó đi nó lại cái chuyện đó, có ích lợi gì nè? Về nhà đi, trước khi làm mất mặt của tôi. Chị ơi, em mong chị bình tĩnh lại. Em với anh Đạt từ lâu đã không còn gì với nhau nữa rồi. Hôm qua anh ghé đây cũng chỉ là vô tình thôi. Vô tình hả? Cô dạy thằng con cô lấy cớ về nhà thăm để có cớ gặp lại ảnh thì đúng hơn. Đúng là mẹ nào con nấy đều giả dối như nhau. Im đi! Con không im! Nỗi nhục mà suốt 12 năm trời con chịu như vậy là đủ rồi má. Bây giờ má muốn nhận nó làm dâu chứ gì? Má muốn đuổi con ra khỏi nhà hả? Má tính sao? Má nói ra hết luôn đi. Thiệt tình, nhà này thiệt là vô phúc quá mà. Chị à, không phải như vậy đâu. Chị đừng có nghĩ bác như vậy. Bữa nay bác tới là kêu em đừng có gặp ảnh nữa. Thiệt đó chị. Sao? Cô định lừa ai nữa đây? Đúng là tôi điên, tôi mới tin mấy người. Tôi điên cho nên mới cho con của kẻ thù bước chân vô nhà. Nhà thì nghèo rớt mồng tơi mà bày đặt giả giọng thanh cao. Để tôi coi đến khi nào mấy người mới lòi cái mặt chuột của mấy người ra. Không phải là lỗi của mẹ, là con dẫn ba tới đây thiệt. Con không được chửi mẹ con như vậy. Nguyễn, chuyện người lớn không được nói leo.
thưa chị, chị đừng có hiểu lầm em với lại thằng Nguyễn. Hai mẹ con em không có ý gì hết. Nguyễn, để con xuống đó đi, vô chuẩn bị đồ, ba nấu nước con về. Nghe nói không? Chuẩn bị đồ, nấu nước con về. Dạ. Suốt cuộc đời mà mà chỉ biết lo cho con cho cháu, cố giữ cái gia đình này. Nhưng mà Khoe ơi, má cũng già rồi, chuyện trước đây hay sau này má đều không thể làm gì được nữa. Con và chồng con cứ bàn bạc cho kỹ đi, xem xử lý nó làm sao. Má, má đùn đẩy trách nhiệm như vậy là xong sao má? Thôi được, nếu như má đã nói như vậy thì sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, má cũng đừng có trách con. Anh có biết hôm nay tôi đã đi đâu hay không? Tôi tới gặp mẹ con cô ta. Và điều buồn cười nhất là tôi gặp má anh ở đó. Anh có thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Tôi không ngờ bà già đó bà lại cao tay hơn tôi tưởng nhiều. Anh giận hả? Anh giận vì tôi đã nói má anh như vậy sao? Tôi có thể nói nhiều hơn như vậy nữa kìa. Má con anh có bao giờ tôn trọng tôi đâu mà bắt tôi phải tôn trọng mấy người chứ. Nhà này còn có gia phong nề nếp, anh không cho phép em xúc phạm tới má. Chừng nào anh còn ở đây, anh không cho phép em xúc phạm tới má. Còn nữa, chuyện của Dung và thằng Nguyễn, anh biết xử trí như thế nào. Em đừng tìm gặp và làm khó họ nữa. Em biết tính anh rồi đó, có những chuyện anh không bao giờ tha thứ đâu.